Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 23 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên Đời Làm Vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 23 của bộ truyện Đời Làm Vợ, khu mộ Tây Sơn lương chân chân một thân đồ trắng trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp trắng yên tĩnh đứng ở trước bia mộ của mẹ khom lưng đặt bó hoa bách hợp lúc sống mẹ thích nhất lên trước mặt mẹ cô biết khi còn sống mẹ luôn mong đợi người đàn ông kia tới đón mẹ trở về cho mẹ cuộc sống đoàn tụ nhưng mà cuối cùng ông ta cũng chưa từng xuất hiện cho tới bây giờ cũng không xuất hiện ở sâu trong lòng của cô hận ông cô cảm thấy ông là người đàn ông vô trách nhiệm sau khi chơi đùa một người phụ nữ dịu dàng tốt bụng như mẹ xong thì chẳng thèm quan tâm. Thật là hết sức ghê tởm, không có lương tâm. Mẹ, con là chân chân, mẹ ở trên thiên đường có tốt không? Mỗi lần lương chân chân nhớ tới gương mặt u buồn của mẹ khi còn sống, trong lòng đều cảm thấy quặn đau. Đằng cận tư đứng ở bên cạnh cô, mặc một cái áo sơ mi đen cùng quần thây, bàn tay ấm áp bao bọc lại bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của người bên cạnh, kiên định nhìn về phía bia mộ, nói Bác yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với nai con, mãi mãi đối xử tốt với cô ấy. Trong lòng lương chân chân ấm áp, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa chính thức giới thiệu anh với mẹ, thẹn thùng nói Mẹ, anh ấy là đằng cận tư, đối với con rất tốt, con đã tìm được hạnh phúc của mình. Lúc nói xong câu này, khóe miệng cô vẫn cong lên, đó là một nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm qua, thẩm bác sinh xem qua tài liệu, liền biết hôm nay là ngày rỗ của tiểu vũ. Sáng sớm đã đến tiệm bán hoa mua hoa bách hợp mà bà thích nhất khi còn sống. Trên đường tới, ông tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi cha con gặp nhau. Ông phải mở miệng thế nào, nên lấy phương thức nào tới nói cho chân chân biết đó chính là con gái của mình, là ở trước mộ tiểu vũ sao, hay tìm chỗ khác nói chuyện đây. Trong lòng ông rất thấp thỏm, càng tới gần khu mộ, trong lòng càng lo lắng. Tiểu Vũ có trách mình hay không? Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông tới thăm bà. Xe chậm rãi dừng ở trên đường, vừa liếc mắt một cái, ông đã thấy có một nam một nữ đứng ở trước bia mộ của Tiểu Vũ. Rõ ràng cô gái đó chính là chân chân còn người đàn ông không thể nghi ngờ là bá chủ thương giới đằng cận tư. Ông không khỏi kinh ngạc. Loại người đàn ông kiêu ngạo lạnh nhạt này sao lại tới khu mộ này với chân chân? mặc dù ở trong bữa tiệc ông từng gặp chân chân sự cưng chiều đó không phải là giả nhưng có thể duy trì được bao lâu đây cũng giống như ông năm đó cũng nói những lời thề son sắt cho người phụ nữ mình yêu được hạnh phúc cùng cô xây dựng một gia đình mỹ mãn nhưng cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát biển đông mọi chuyện luôn biến hóa khó lường ông không hy vọng chân chân cũng đi lên con đường của mẹ nó thừa dịp tất cả còn kịp ông muốn nghĩ biện pháp ngăn cản phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mắt thấy bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi thẩm bác sinh vội vàng mở cửa xe đi lên bậc thang ba người vừa đúng lúc chạm mặt đường chân chân có chút ấn tượng đối với ông nhớ mang máng lần trước ở buổi tiệc gặp được ông bác này ông ta còn kỳ quái nhìn mình chằm chằm thật lâu hơn nữa hỏi một vài vấn đề kỳ lạ hình như là nhận lầm người không nghĩ tới hôm nay lại gặp ông ta ở đây một lần nữa hơn nữa trên tay ông ta còn cầm một bó hoa bách hợp mà mẹ mình thích nhất khi còn sống. Cô lại cảm thấy là mình quá lo lắng, rất nhiều người thích hoa bách hợp, đâu phải chỉ có mỗi một mình mẹ cô. Nó không chừng vừa đúng ông cũng có thân thích đã qua đời thích hoa bách hợp trắng. Nghĩ cũng coi như đã từng gặp mặt một lần, còn là trưởng bối, cô liền lễ phép cười, coi như chào hỏi lúc chuẩn bị đi qua. Chân chân, con có thể đi lên với bác không? Thẩm bác sinh suy nghĩ hồi lâu, lúc thấy con gái cười với mình, suốt cuộc không nhịn được lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập tha thiết chờ đợi và cầu xin. Không đợi lương chân chân có phản ứng gì, đằng cận tư đã bất mãn, ánh mắt bén nhọn quét về phía thẩm bác sinh, trong mắt đen thâm trầm như nước, giống như một lớp sương mỏng mờ mịt. Trong lòng đằng cận tư thắc mắc, thẩm bác sinh biết nai con khi nào, có nói chuyện thân thiết như vậy, tại sao? Chỉ tưởng tượng thôi, anh đã nổi giận, ánh mắt nhìn về phía ông ta càng bực mình chỉ hận không thể đâm ông ta mấy nhát giọng nói lạnh lùng vang lên thẩm tiên sinh muốn làm gì lương chân chân cũng kinh ngạc nhìn thẩm bác sinh lời nói của ông ta thật kỳ quái sau khi thẩm bác sinh nói xong mới phát hiện mình có chút đường đột nếu như ngay ở đây nói cho chân chân biết mình chính là cha ruột của nó nó có thể nghĩ mình bị tâm thần hay không còn có người đàn ông bên cạnh nó ánh mắt như muốn lăng trì mình địch ý đối với mình vô cùng mãnh liệt hoàn toàn chính là một loại ham muốn chiếm giữ đối với người phụ nữ của mình nói thật nếu đó chỉ là một người đàn ông bình thường ông sẽ vui mừng dùng con gái nhưng cố tình anh ta là đẳng cận tư ông không vui mừng nổi tương lai sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi trong lòng ông không nắm chắc bác tới đây thăm một người bạn cũ bà ấy tên là lương vũ bởi vì không biết bia mộ của bà ấy ở đâu cho nên muốn nhờ chân chân dẫn đường Thẩm bác sinh tìm một lý do rất xuất sẹo. Lúc nói chuyện, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lương chân chân. Ông cố ý nói như vậy, muốn xem thử phản ứng của cô. Lương chân chân kinh hãi. Lương phũ, ông ta sao biết mẹ mình? Sao ông ta biết được? Lần trước ánh mắt của ông ta nhìn mình cũng rất kỳ lạ, giống như là xuyên qua mình nhìn thấy một người khác. Chẳng lẽ người đó chính là mẹ? Tính toán tuổi tác, ông ta biết mẹ cũng là một chuyện rất bình thường, nhưng vì sao trước kia chưa bao giờ thấy ông tới đây liên tiếp mấy vấn đề vây quanh cô chiếm hết suy nghĩ của cô làm cho cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng mắt to mê mang nhìn ông tràn đầy nghi vấn bác biết mẹ cháu sao cô cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn hỏi vẫn còn nhớ khi còn bé trong nhà chỉ có cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau một người thân hay bạn bè cũng không có các bạn xung quanh đều có cậu gì cô chú rất nhiều thân thích có thể qua lại cô vô cùng hâm mộ còn chạy đi hỏi mẹ về ba kết quả làm mẹ khóc từ đó về sau cô cũng không dám hỏi nữa thời gian trôi qua vài chục năm đột nhiên có người xuất hiện tự xưng là bạn của mẹ cô cô có thể không kích động được sao ừ không chỉ có biết mà còn rất thân đột nhiên thẩm bác sinh nghĩ đến có thể lợi dụng điều này để hẹn con gái ra ngoài nói chuyện riêng vậy trước kia sao cháu chưa từng thấy bác tới thăm mẹ lương chân chân nói ra nghi ngờ trong lòng mình bỗng nhiên trên mặt thẩm bác sinh trở nên bi thương đây đúng là vết thương trong lòng ông mỗi lần nhớ tới ông đều cực hận bản thân mình chắc chắn một mình tiểu vũ nuôi dưỡng con gái đã chịu rất nhiều cực khổ nếu không phải như vậy Sao bà còn trẻ đang ngã bệnh qua đời, để lại đứa con gái nhỏ mươi năm tuổi sống cô đơn trên cõi đời. Nhất định là bà sẽ không yên lòng, trong lòng nhất định rất hận mình. Nếu như không có người nhà họ Diệp tốt bụng nuôi dưỡng chân chân, ông không biết đời này mình còn có cơ hội gặp lại con gái hay không, càng không biết mình còn có thể diện đi gặp tiểu vũ trên thiên đường không. Bởi vì cũng mới gần đây, bác mới biết tin tức của mẹ cháu, bị che mắt thật lâu vẻ bi thương trên mặt thẩm bác sinh không phải giả ông đang rơi vào trong trạng thái tự trách bản thân mình à lương chân chân càng thêm nghi ngờ rốt cuộc chuyện này là như thế nào chẳng lẽ thân thế của cô sắp mở ra sao đang cận thư nhíu mày nhìn về phía thẩm bác sinh chẳng lẽ ông có quan hệ gì với mẹ nai con sao rốt cuộc 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì người ba vô trách nhiệm của nai con là ai không bằng chúng ta hẹn khi nào gặp mặt nói chuyện được không Thẩm Bác Sinh suy nghĩ rất muốn nói cho cô biết mình chính là cha ruột của cô, nhưng lại sợ chuyện quá đột ngột sẽ dọa cô. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là cơ hội tốt. Không được. Đằng cận Tư không chút suy nghĩ từ chối. Trời mới biết ông ta có suy nghĩ xấu xa nào. Anh không yên lòng để nai con gặp riêng ông ta. A à, Tư, lương chân chân bĩu môi kéo ống tay áo của anh. Lớn như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô gặp bạn của mẹ. Hơn nữa nhìn ông ta có vẻ rất thân quen với mẹ Chắc chắn sẽ biết rất nhiều chuyện Chỉ cần những gì về mẹ Cô đều muốn biết, muốn hiểu Càng muốn biết người ba mà cô chưa từng gặp mặt là ai Nghe giọng nói nũng nịu của nai con Nhìn vẻ mặt và bộ dáng mong đợi của cô Lập tức lòng của đằng cận tư mềm nhũn Mím môi không nói lời nào Vẻ mặt dịu lại rất nhiều so với vừa rồi Thẩm bác sinh nhìn bộ dáng của con gái cũng chợt như tới trước kia tiểu vũ cũng thường nũng nịu với mình như vậy không khỏi nhìn cô chằm chằm lần này đang cận thư thật sự tức giận một tay ôm lấy nai con vào trong ngực trong tròng mắt đen phát ra sự lạnh lẽo khiếp người đáng chết ông ta dám nhìn chằm chằm nai con đắm đuối như vậy khụ thẩm bác sinh che miệng ho nhẹ hai tiếng đằng thiếu gia thật ghen quá cũng không biết tình yêu của anh dành cho chân chân có thể duy trì được bao lâu nếu có thể vĩnh viễn yêu cô bảo vệ cô cả đời thì tốt. Nhưng thật sự quy tắc hào môn khiến trong lòng ông sinh ra sợ hãi. Tình cảm kiên định của bọn họ mà nói cũng chỉ như mây bay mà thôi. Buông ra đi, đây là khu mộ đấy. Lương chân chân nhỏ giọng nói lầm bầm, trong lòng lại chảy qua một dòng nước ấm. Cảm giác được người khác yêu thương, bảo vệ, thật tốt. Mới vừa rồi là thẩm mỗ mạo muội chỉ vì chân chân có dáng vẻ rất giống mẹ cô ấy, cho nên có chút luống cuống thẩm bác sinh chân thành mà xin lỗi lỗ mũi của đằng cận tư hừ hừ chẳng thèm ngó tới ông vì nhìn mặt mũi của nai con miễn cưỡng nhịn xuống không nổi giận lương chân chân đã có kinh nghiệm cho nên cũng không quá có gì kinh ngạc ngược lại cảm thấy hứng thú về mối quan hệ của ông và mẹ hơn chẳng lẽ ông chính là được mấy ngày nay cháu đều rảnh rỗi đột nhiên cô rất muốn biết chuyện của 18 năm trước vô cùng muốn biết thân thế của mình muốn biết rốt cuộc người đàn ông độc ác bạc tình vứt bỏ mẹ và cô là ai. Đây là danh thiếp của bác, bất cứ lúc nào cháu gọi điện thoại tìm bác cũng được. Thẩm bác sinh vội vàng móc danh thiếp từ trong bóp của mình ra đưa cho cô, trong lòng vui vẻ không thôi. Đôi mắt lương chân chân liếc thấy trong bóp của ông ta có một tấm ảnh, mặc dù rất nhỏ, nhưng cô gái trẻ tuổi kia... Cô chưa kịp thấy rõ, thẩm bác sinh đã đóng bóp ra lại sau khi cô nhận lấy danh thiếp, trong lòng còn đang suy nghĩ cô gái trong tấm hình kia có phải mẹ của cô hay không? Rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ quá mức đường đột, chỉ đành về giữ sự nghi ngờ trong lòng. Lương chân chân vốn muốn để đằng cận tư đi xuống trước, còn mình và thẩm bác sinh đi đến trước mộ của mẹ. Nhưng người đàn ông nào đó không muốn, cứ phải dính một chỗ với cô không xa rời nhau, cho nên ba người đứng ở trước mộ lương vũ lần nữa. Thẩm bác sinh nhìn tấm hình nhỏ trên bia mộ trong lòng vô cùng xúc động. Đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng ông không nhịn được rơi vài giọt nước mắt đau lòng. Lương chân chân nhìn thấy thì trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Chân chân, bác muốn ở lại đây một mình với mẹ cháu một lát. Giọng nói của thẩm bác sinh hơi nghẹn ngào. 18 năm trôi qua, ông có rất nhiều điều muốn nói với tiểu vũ. Đó là những chuyện riêng thuộc về bọn họ. Đằng cận tư cau mày kéo lương chân chân đi. Cho đến khi ngồi lên xe, Lương chân chân mới nghiêng người sang nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. "A Tư, em rất sợ." "Sợ cái gì?" Đàng Cận Tư vừa lái xe vừa nhìn qua cô. "Em cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt rất muốn biết cha ruột của mình là ai, một mặt khác lại sợ khi biết rồi. Thật ra thì em rất muốn hỏi, năm ấy tại sao ông ta lại vứt bỏ mẹ và em, nếu không thương, tại sao còn muốn để mẹ mang thai em?" Lương Chân Chân nhỏ giọng ngập ngừng nói, khi còn bé, lúc cô bị người khác ức hiếp, luôn hy vọng ba sẽ từ trên trời rơi xuống như siêu nhân giúp cô giải quyết mọi chuyện, sau đó người một nhà sống chung với nhau thật hạnh phúc. Nhưng cho tới bây giờ, mơ ước đó cũng không thể thành sự thật, cuộc sống không hề vui vẻ. Sau khi mẹ bệnh qua đời, cô cũng biết ước mơ đó không bao giờ có thể thực hiện, trong lòng hiểu rõ mình là đứa trẻ bị vứt bỏ. Ngoan vậy thì không cần ba, có anh là được rồi. Đằng cận thư nhẹ nhàng nói, nếu như đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tới giành nai con với anh, anh sẽ không chấp nhận đâu. Anh tình nguyện nai con chỉ phụ thuộc vào một mình anh, chỉ thuộc về một mình anh. Lương chân chân nửa cắn môi chừng mắt liếc anh một cái, đưa tay nhéo cánh tay của anh. Biết anh đang lái xe, không dám làm gì mình. Càng ngày càng biết làm chuyện xấu. Đằng cận tư lạnh giọng hừ hừ. Nào có, da anh dày như thế, nhéo lại không đau, với lại em cũng đâu có dùng sức quá mạnh đâu. Lương trên chân chân bĩu môi nói xong thì cảm thấy có chuyện lạ. Đột nhiên cô phát hiện ở trước mặt anh là gan của mình càng lúc càng lớn. Hình như chắc chắn anh sẽ không làm gì mình. Loại cảm giác được cưng chiều này đối với cô mà nói là một cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có, làm cho cô vô cùng hưởng thụ và mê đắm. Không đau, chết rồi kìa, đằng cận tư liếc mắt nhìn cánh tay của mình chết rồi sao em xem nào lương chân chân vội tiến tới vừa siết chặt vừa sờ phá nên đằng cận tư không thể chuyên tâm lái xe hai người một đường đùa dỡn trở về điều chỉnh lại không khí phiền muộn vừa rồi trở nên vui vẻ nhẹ nhõm thẩm bác sinh ngồi hai tiếng ở trước mộ lương vũ nói rất nhiều lời ông hoàn toàn mất đi hình tượng trưởng trà khiêm tốn bình thường lúc gần đi ông thể trước mặt người phụ nữ mình yêu. Tiểu Vũ, anh nhất định sẽ để cho chân chân nhận tổ quy tông. 18 năm trước anh phụ em, 18 năm sau anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với con gái của chúng ta, sẽ không để cho nó phải chịu một chút đau khổ vỡ ớt đức nào nữa. Nói xong những lời này, ông liền xuống núi, trực tiếp trở về nhà họ thẩm. Ông muốn tìm mẹ, vô luận như thế nào, ông cũng phải thuyết phục bà tiếp nhận chân chân. Cháu gái ruột thịt của bà Chờ sau khi xử lý tốt tất cả chuyện trong nhà, ông lập tức bắt tay chuẩn bị chính thức công bố nhị tiểu thư của nhà họ Thẩm. Khung cảnh bên trong nhà họ Thẩm tuyệt đẹp, bóng cây um tùm, mỗi ngày đều có người giúp việc chăm sóc cây cỏ hoa lá, nhìn rất vui tai vui mắt, cảnh vật xanh biếc đan xen hợp lý giữa ba ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự ở giữa mang phong cách cổ xưa, trang trọng tao nhã, không nghi ngờ chút nào chính là chỗ ở của Thẩm lão phu nhân ngôi biệt thự bên trái sang trọng tráng lệ đó là nơi ở của một nhà ba người thẩm bác sinh đứa con trai lớn của bà căn biệt thự bên phải vừa nhìn đã biết mới được xây dựng không lâu phong cách đặc biệt chính là con trai nhỏ của bà tự mình thiết kế nhớ ngày đó cho dù thế nào thẩm lão phu nhân cũng không đồng ý để cho con trai nhỏ đi học kiến trúc học cái đó rất cực khổ hơn nữa trong nhà có công ty lớn lại không thừa kế cần gì phải đi học mấy cái kiến trúc bỏ đi đó nhưng từ nhỏ thẩm bác nhân đã là một thằng nhóc nghịch ngợm không giống anh trai thẩm bác sinh chững chạc khiêm tốn càng không muốn đi học quản lý tài chính mà mình không thích lúc điền nguyện vọng anh ta giấu gia đình đi thi ngành kiến trúc sau khi bị mẹ biết còn cãi một trận ầm ĩ với bà nói gì không thích kinh doanh trong nhà có một mình anh hai thừa kế sự nghiệp là đủ rồi làm gì còn phải buộc anh cạnh tranh với anh hai đây không phải là đang ly dán quan hệ của hai anh em sao Lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa đã làm mẹ anh giận đến phát tác bệnh tim tại chỗ. Cũng may, anh trai Thẩm Bác Sinh vẫn luôn ở bên cạnh nháy mắt với ông, để cho ông bớt cãi một tí. Sau đó, Thẩm lão phu nhân qua cơn tức, cũng nghĩ ra thông suốt, chức vị tổng giám đốc chỉ có một, bà không thể để hai đứa con trai cạnh tranh với nhau, có một người chủ động lựa chọn rút lui cũng coi như là một quyết định sáng suốt. Về phần con lớn nhất, Thẩm Bác Sinh vẫn luôn là niềm tự hào của bà. Từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, đầu óc linh hoạt, là nhân tài kinh doanh, công ty do nó quản lý, lợi nhuận tăng lên không ít, càng phát triển càng lớn, nghĩ đến điều này, bà cũng đồng ý với lựa chọn của con trai nhỏ. Dù sao cũng là do bà 10 tháng mang thai sinh ra được, sao có thể không thương. Cũng may Thẩm bác nhân cũng không hề chịu thua kém, sau khi du học từ Anh quốc trở về, hợp tác với vài người bạn, mở ra một văn phòng thiết kế trải qua thời gian mấy năm cũng đã tạo ra một vùng đất cho mình. Cho tới bây giờ đã là kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước, bao nhiêu người nổi tiếng xếp hàng tìm anh thiết kế nhà cửa. Thẩm bác sinh vừa mới xuống xe, ngoài ý muốn thấy em trai có mặt ở nhà, không giống bình thường hay tìm nó nói chuyện liên miên, sắc mặt nặng nề đi tới nhà chính. Ủa, anh hai, sắc mặt anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm bác nhân gọi anh trai lại, ở trong nhà này người anh kính trọng nhất là anh hai của anh năm đó nếu không có anh hai giúp một tay anh sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay anh tìm mẹ có chút việc ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp thẩm bác sinh cũng không quay đầu lại nói bóng dáng nhanh chóng đi vào trong vườn cây xanh lá vội phá như vậy sao chắc không có chuyện gì lớn chứ anh hai luôn luôn là người chững chạc hiếm có lúc gấp gáp như vậy hơn nữa vào giờ này không phải anh nên ở trong công ty sao nếu như không phải hiện tại anh đã hẹn gặp mặt với khách hàng nói về bản thiết kế, anh thật sự muốn về nhà nghe thử anh hai tìm mẹ có chuyện lớn gì. Thôi, hay là chờ tối quay về rồi hãng nói. Giờ phút này, thẩm lão phu nhân đang cắn hạt dưa xem tivi. Người đã già rồi, thật đúng là không có chuyện gì làm. Muốn đến công viên đi dạo một lát, lại cảm thấy không ý tứ lắm. Thấy những bà lão sấp xỉ tuổi bà đều ở trên quảng trường khiêu vũ uốn éo người. Trong lòng bà liền khinh bỉ, thật mất mặt mà, bà không thể mất mặt như vậy được. Đột nhiên bà nghe ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, vội kêu người giúp việc đi xem thử. Là ai trở về? Chẳng lẽ là con trai nhỏ đi rồi lại quay lại? Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Thẩm bác sinh xài bước đi vào, ánh mắt ra hiệu tất cả người giúp việc lui ra. Nói đi, chuyện gì quan trọng đến nỗi muốn tất cả người làm lui ra ngoài. Thẩm lão phu nhân liếc con lớn nhất một cái, Thẩm bác sinh cũng không quanh co, lòng vòng, dứt khoát nói. Mẹ, con luôn kính trọng mẹ, mẹ nói gì con cũng đều nghe theo. Chỉ có một lần duy nhất là chuyện của tiểu vũ năm đó con không vâng lời mẹ một lần. Cũng không bao lâu, tiểu vũ đã không thấy tâm hơi. Con rất muốn biết chân tướng chuyện này. Lòng của thẩm lão phu nhân rơi lục bộp. Chuyện năm đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng bà. Cho tới bây giờ, ưu nhã như bà, trước mặt người ngoài bà luôn dịu dàng hào phóng duy chỉ có đối với con hồ ly tinh mê hoặc con trai bà bà đã bỏ hết mặt mũi làm cho mình trở nên âm hiểm ác độc đây là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi không phải đã sớm nói với con là cô ta xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đã chết rồi sao chẳng lẽ con không tin tưởng lời nói của mẹ bà giả bộ bình tĩnh nói năm đó tiểu vũ không chết cô ấy mang thai là mẹ ép cô ấy đi có đúng hay không thẩm bác sinh nói từng chữ từng câu đều mang theo đau đớn một là người phụ nữ ông yêu một là người mẹ ông kính trọng ông không muốn chuyện thành như bây giờ thẩm lão phu nhân cố gắng che giấu biểu tình hốt hoảng trong lòng lại gợn sóng bà vẫn luôn cho rằng chuyện năm đó bà làm không chê vào đâu được sẽ không có người biết yên ổn qua nhiều năm như vậy sao đột nhiên bây giờ bác sinh lại hỏi bà chẳng lẽ là con tiện nhân lương vũ kia trở về rồi sao không thể nào Cô ta đã đồng ý với mình, Vĩnh Viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt bác sinh, nếu không mạng sống của người nhà cô ta sẽ khó mà giữ được. Chẳng lẽ cha mẹ cô ta chết rồi, cô ta không còn sợ nữa, còn dám trở về đầu độc con trai của bà? Có phải con tiểu tiện nhân Lương Vũ kia trở về hay không? Cô ta nói cái gì với con? Cô ta là con hồ ly tinh, cũng biết ly gián tình cảm mẹ con chúng ta. Bác sinh, con không thể tin tưởng cô ta, cô ta là loại phụ nữ không biết đã lên giường của bao nhiêu đàn ông trong bụng mang thai còn không biết là con hoang của ai sao còn có thể tin tưởng lời cô ta nói được thẩm lão phu nhân nói lòng của thẩm bác sinh lạnh lẽo vô cùng đau đớn mẹ tiểu vũ là một cô gái tốt con không cho phép mẹ chửi cô ấy từ đầu đến cuối cô ấy chỉ có một người đàn ông là con hơn nữa cô ấy không có trở về cô ấy đã bị bệnh qua đời mười ba năm rồi mẹ nhẫn tâm sỉ nhục một người đã không còn trên đời này sao mẹ con thật sự vô cùng thất vọng Mẹ, mẹ không có, là cô ta đáng đời, cô ta đáng đời. Lời nói của thẩm lão phu nhân đã không còn mạch lạc, vẻ mặt cũng kích động khác thường. Vừa nghĩ tới gương mặt oán giận của Lương Vũ, bà không nhịn được dùng mình. Mẹ, con tìm được con gái của con và Tiểu Vũ, con sẽ dẫn nó trở về nhà họ thẩm, tuyên bố với mọi người nó là con gái của thẩm bác sinh. Con sẽ hết lòng bù đắp cho nó, cũng hy vọng mẹ có thể tiếp nhận nó. Từ trong lời nói của mẹ, thẩm bác sinh đã biết được tất cả, còn nhiều lời ông cũng không muốn nói thêm nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhà họ thẩm sẽ không nhận được con hoang đó. Thẩm lão phu nhân kích động la ầm lên. Trong đôi mắt của thẩm bác sinh hiện ra sự nghiêm túc và kiên định. Mẹ, hôm nay con đến không phải để xin phép mẹ, mà là con nói cho mẹ biết kết quả. Mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con đều sẽ làm như vậy. Bác sinh, con không thể tin tưởng lời nói của một phía của đứa con hoang đó, không thể nuôi con gái thay người khác." Thẩm lão phu nhân gấp đến độ hét lên. "Mẹ, mẹ nói sai rồi, là người khác đã thay con nuôi con gái 13 năm, hiện tại con muốn nhận lại con gái trở về, còn nữa, con đã không phải là đứa con trai 18 năm trước để mặc cho mẹ quyết định nữa rồi, trước khi làm bất cứ chuyện gì, con đều đã suy nghĩ chu đáo." Lời nói của thẩm bác sinh giống như là một cây kim đâm vào trong lòng của thẩm lão phu nhân, làm cho huyệt thái dương của bà nhảy lên thỉnh thịch. Ngón tay run rẩy nói. Con, hôm nay có phải con muốn làm cho mẹ tức chết hay không, hả? Con không dám, chỉ là con tới nói trước với mẹ một tiếng, lời nên nói đã nói xong, con không làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa. Chào mẹ. Giọng nói của thẩm bác sinh vang lên có lực, nói xong liền xoay người rời đi. Thẩm lão phu nhân giận đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Đây là bà đang tạo nghiệt gì đây? Sao nuôi hai đứa con trai, không ai có thể làm cho bà yên lòng? Rất nhanh, nhà họ thẩm liền nổi lên một trận mưa to bão táp. Thẩm bác sinh không cho bất cứ ai xen vào. Ông sắp xếp chu toàn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn triệt để. Ví dụ như vợ và con gái thẩm quân nhã của ông. Ngoài mặt không nói gì, thật ra thì trong đáy lòng vô cùng căm hận. Nhất là thẩm quân nhã, Quả thật cô ta có cảm giác là mình đang nằm mơ. Lương chân chân lại là em gái cùng cha khác mẹ với cô ta. Sao lại có thể có chuyện ly kỳ như vậy? Không, chuyện này không thể nào. Cô ta không tin, cô ta không chịu đối mặt với thực tế. Nhưng sự thật đặt ngay trước mắt. Tấm lòng cô ta trở nên tê dại. Chiều thứ bảy, thẩm bác sinh bất ngờ nhận được điện thoại của Lương chân chân Hai người hẹn gặp mặt tại quán cà phê sàn nhà bằng gỗ mang đậm phong cách cổ xưa xem cửa sổ màu đỏ thẫm tất cả vật dụng bên trong quán cà phê cũng lấy gỗ làm yếu tố chủ đạo cảnh vật xung quanh tao nhã mộc mạc bên trong phòng bố trí rất độc đáo lại thêm suối nước chảy từ từ âm nhạc chậm rãi du dương ánh sáng ấm áp mềm mại nhẹ nhàng nhuộm thành một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt tạo nên một phong cảnh khác biệt thẩm bác sinh và lương chân chân ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ tầm khoảng ba giờ chiều khách trong phòng cà phê không quá đông tâm tình lương chân chân thấp thỏm dùng cái thìa nghịch cà phê nâu bên trong cái ly cô suy nghĩ kỹ vài ngày hay là quyết định hẹn gặp thẩm bác sinh trò chuyện một chút có một số việc không phải nói không thèm nghĩ đến nữa là có thể làm cho nó biến mất được nếu như không có ngày đó ở trước mộ mẹ gặp với ông ta có thể cô cũng sẽ không khẩn cấp muốn biết thân thế của mình như vậy hiện giờ cơ hội này đang ở trước mặt cô dĩ nhiên cô phải nắm chắc cơ hội này thật tốt lúc này cũng đã biết rõ nguyên nhân kết quả mấy ngày trước cô còn cố tình về nhà hỏi mẹ diệp về chuyện của mẹ nhưng mẹ diệp nói cô cũng không rõ lắm thời điểm mẹ chuyển đến bụng đã rất lớn rồi không ai biết bà có kết hôn hay không cũng chưa từng nghe qua bà nhắc đến chồng hay người nhà nhưng là một người rất cố gắng rất ngoan cường chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh bác và mẹ cháu có quan hệ như thế nào là kiểu bạn bè thân thiết hay là Lương Chân Chân hỏi rất thẳng thắn, mặc dù hỏi như vậy đối với một trưởng bối hình như có chút không thích hợp, nhưng bây giờ cô không muốn quanh co lòng vòng gì cả. Thẩm bác xin không ngờ tới cô sẽ hỏi như vậy, hơi ngẩn người ra một chút. Hôm nay ông ta tới cũng là chuẩn bị nói cho cô biết chân tướng năm đó, trước sau gì thì cũng phải nói. Ta và mẹ con đã từng là người yêu của nhau, chúng ta quen biết nhau trong một bữa tiệc, lúc đó cô ấy là khách quý được chủ nhân bữa tiệc mời tới để chơi đàn piano, một bộ váy màu trắng giống như thiên sứ dáng Trần, lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, ta liền sinh tình cảm với cô ấy. Nói xong đoạn này, Thẩm Bác Sinh lo lắng thở dài một cái. Trên mặt Lương Chân Chân khó nén nổi sự kinh ngạc, thì ra là mẹ còn có thể có chơi đàn dương cầm, bọn họ từng là người yêu, chẳng lẽ mình chính là con gái của ông? Nghĩ đến đây, lông mày cô không khỏi nhíu lại nếu như đây là sự thật cô lo lắng mình có chút khó có thể chấp nhận ngay cả ông trời cũng chiều cố ta có lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ tốt đẹp ngay sau đó lại có lần thứ hai rồi lần thứ ba ta và tiểu vũ đối với nhau đều có cảm tình về mặt tính tình mà nói thì nói chuyện cũng rất hợp bắt đầu hẹn hò rất tự nhiên cũng ở một chỗ với cô ấy khoảng thời gian khó quên nhất cũng là những ngày tốt đẹp của ta dần dần Ta không thể tự kiềm chế mà yêu cô ấy mất rồi, nhưng tại thời điểm đó có rất nhiều vấn đề xen ngang vào giữa chúng ta, cần thời gian từ từ giải quyết. Lúc ấy bác đã kết hôn. Lương Chân Chân đột nhiên cắt ngang lời còn chưa nói xong của ông, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ông. Cô nhớ ông có một người con gái tên là Thẩm Quân Nhã, tuổi cô ấy lớn hơn mình. Nói như vậy, mẹ là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người ta. Không trách được khi còn bé cô có ấn tượng mẹ giống như bị người nào đó mắng là tình nhân tình nhân còn lại nói cô là con hoang lúc ấy còn nhỏ tuổi cô không thể hiểu hết ý tứ của những lời này nhưng vừa nhìn thấy mẹ khóc cô cũng dám khẳng định không phải lời hay gì khi đó mẹ đã rất khổ chỉ cần là chưa lập gia đình mẹ cũng rất dễ dàng bị hoài nghi là cái thân phận không chịu nổi đó đúng vậy nhưng chẳng qua đó chỉ là một cuộc hôn nhân gia tộc căn bản giữa ta và cô ấy chẳng có tình cảm gì cho đến khi gặp tiểu vũ ta mới nhìn thấy hy vọng từ cuộc sống tủ túng là cô ấy làm cho cuộc sống của ta trở nên nhiều màu sắc để cho ta cảm thấy tiếp tục tồn tại cũng là một chuyện hạnh phúc vui sướng cháu hiểu bác cho là đã tìm được cảm xúc mới mẻ trên người mẹ cháu làm bản thân bác hài lòng rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng bác đã từng suy nghĩ cho mẹ cháu một chút nào chưa bà ấy vui vẻ sao mẹ chỉ bằng lòng một tình yêu mù quáng tình nhân sao lương chân chân kích động nâng cao âm lượng, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Khóe miệng thẩm bác sinh nhếch lên một nụ cười khổ sở, giữa hai lông mày nhíu chặt hình chữ xuyên thật sâu. Ông làm sao không biết những điều này, vẫn còn nhớ tiểu vũ còn vì vấn đề ẩm ý này với mình mà không được tự nhiên. Mình lúc ấy còn hứa hẹn với cô ấy nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng, anh yêu cô, cho nên không muốn cô chịu ủy khuất. Không có, ta đúng là yêu cô ấy, hơn nữa lúc ấy ta cũng nghĩ thỏa thuận ly hôn xong, chuẩn bị ly hôn sau đó sẽ lập tức cưới cô ấy làm vợ. Cho dù không thể ly hôn, ta cũng muốn mang cô ấy cao chạy xa bay. Chúng ta rời bỏ cuộc sống của chính mình. Chính là kế hoạch tương lai tốt đẹp để cho chúng ta tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Nhưng ai ngờ... Nói đến đây, thẩm bác sinh chứa đầy sự đau đớn trên khuôn mặt. Ngón tay mảnh khảnh của lương chân chân không tự chủ siết chặt cái thìa, run giọng hỏi bác vì lợi ích gia tộc mà từ bỏ mẹ cháu không phải chân chân không phải như vậy thẩm bác sinh liền vội vàng lắc đầu nói tiếp ngay khi hai chúng ta lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp của mình lúc chuẩn bị thực hiện thì bị thay đổi tai họa xảy ra ta vừa đến new york công tác thì nhận được tin tiểu vũ xảy ra tai nạn xe cộ qua đời đợi đến khi ta quay trở lại ngay cả nhìn mặt cô ấy lần cuối cũng chưa được nhìn chỉ còn lại một hộp cho cốt Tại sao có thể như vậy? Lương chân chân nghẹn ngào. Ngay lúc đó ta tin là thật, cho rằng tiểu vũ bị tai nạn thật bất hạnh. Sau đó thì ta không ngượng dày nổi. Suốt hai năm, kể từ sau khi tiểu vũ qua đời, ta sống trong đau khổ mới bình thường trở lại, mới chấp nhận được sự thật cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng không nghĩ tới ý trời đã định sâu xa. 18 năm sau, ta lại gặp lại con lần nữa. Con và tiểu vũ quả thật đúng là từ một khuôn mẫu mà ra khiến cho ta hết sức ngạc nhiên. Sau khi hết kinh ngạc, chính là sinh ra hoài nghi đối với sự cố tai nạn xe cộ năm đó. Cho nên ta cố ý tìm thám tử tư điều tra chuyện này. Chân tướng lại làm cho ta càng thêm đau khổ, thì ra là như vậy. Hèn chi khi ông nhìn thấy mình lại thất thần như vậy. Hèn chi lại hỏi cha mẹ mình tiên gì. Hèn chi mình lúc ấy còn cảm thấy ông rất thân thiết. Chân chân, thật xin lỗi. 18 năm trước ta không thể bảo vệ tốt mẹ của con. Là lỗi của ta 18 năm sau, ta sẽ cố gắng hết sức có thể chăm sóc con, nuông chiều con, che chở cho con, sẽ không để con chịu nửa phần ủy khuất nào. Con có thể tha thứ cho ba không? Vẻ mặt thẩm bác sinh trùng xuống bi thương, trong giọng nói hoàn toàn là khẩn cầu chân thành. Lòng của Lương chân chân tự nhiên căng thẳng, mặc dù đoán được ông ấy có thể là cha ruột của mình, nhưng nghe được từ chính miệng ông nói ra, vẫn còn có chút không tiếp nhận nổi, trong lòng cô rối nùi một hồi ngón tay kìm lòng không đậu nắm chặt chiếc ly biểu cảm trên khuôn mặt lại càng để lộ ra đáy lòng rối loạn và bất an của cô cô mím môi không nói gì trong đầu đã từng vô số lần tưởng tượng được gặp nhân vật người cha này đã từng tưởng tượng cha là người như thế nào tại sao ông lại muốn bỏ vợ bỏ con ông có phải là loại người bội tình bạc nghĩa không chịu trách nhiệm hay không nhưng chân tướng sự việc lại không giống với trong suy đoán của cô thì ra ông vẫn cho rằng mẹ đã qua đời cũng không phải là không cần mẹ con cơ nữa thời điểm lúc cô bắt đầu dần dần mềm lòng trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh coi như không phải là ông ta làm hại nhưng cũng là người nhà của ông làm hại chỉ là hung thủ gián tiếp mà thôi là người nhà của bác ép mẹ cháu rời đi đúng không cô đột nhiên hỏi thẩm bác sinh nhắm mắt lại cực kỳ thống khổ rồi lại mở ra trong giọng nói dường như ẩn chứa tình cảm phức tạp nồng đậm. Đúng vậy, cho nên ta muốn đền bù 18 năm này ta đối với con thiếu sót tình thương của cha. Ta hy vọng con có thể cho ta một cơ hội. Xin lỗi, tôi năm nay đã 19 tuổi, tình thương của cha không phải nói bù đắp là có thể bù đắp được. Những lúc tôi bị khi dễ cần sự giúp đỡ, ông ở đâu? Năm ấy mẹ bị bệnh qua đời, lúc tôi bơ vơ không nơi nương tựa trở thành cô nhi, ông ở đâu? trong 18 năm qua tôi đã vô số lần tưởng tượng ông xuất hiện nhưng cho tới bây giờ chưa từng một lần những ngày khó khăn gian khổ kia đã qua bây giờ tôi đã có cuộc sống riêng của mình cũng có người thương yêu tôi thương yêu mẹ Diệp tôi đang sống rất tốt giọng nói lương chân chân từ kích động dần dần trở nên bình tĩnh chân chân thật xin lỗi là lỗi của ba ta cũng rất đáng tiếc khi bỏ lỡ thời thơ ấu của con để cho con chịu nhiều khổ sở như vậy ở trước mộ mẹ con ta đã thề nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, thương yêu con, tin tưởng ba được không?" Thẩm bác sinh vô cùng thành khẩn nói, đối với đứa con gái thất lạc gần 19 năm nay, trong lòng ông đều là tràn đầy ái náy, chỉ ước gì đem toàn bộ yêu thương của mình đều dồn lên trên người cô, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay của mình như tiểu công chúa. Nhưng ông quên, chân chân đã không còn là cô gái nhỏ, cái ước mơ những năm tháng được làm cha ấy đã trôi qua. Tin tưởng bác có biết hai chữ này có trọng lượng nhiều như thế nào không? Năm đó, mẹ cũng chấp nhận tin tưởng bác, nhưng kết quả thế nào? Nhà giàu có gia thế thật đáng sợ, vừa nghĩ tới mẹ, lòng tôi lại thấy sợ hãi. Lương chân chân lạnh lùng nói. Nói cho cùng, nhà họ thẩm chính là hung thủ giết hại mẹ. Vừa nghĩ tới thẩm quân nhã là chị em cùng cha khác mẹ với cô, cô không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng thẩm bác sinh biết, cho dù cô nói gì cũng vô ích, muốn chân chân dễ dàng chấp nhận ông như vậy chắc chắn là một giấc mơ không có thật chỉ đành phải âm thầm thở dài một cái quả nhiên là gây nghiệp chướng không thể sống được chân chân ta hiểu con muốn lập tức tiếp nhận sự thật này sẽ có chút khó khăn ba không ép con chỉ cần con bằng lòng cánh cổng nhà họ thầm bất cứ lúc nào cũng chào đón con ông thành khẩn nói cảm ơn tôi cần yên lặng một chút ngón tay lương chân chân vô lực rơi xuống mặt bàn hiện tại trong đầu cô rất hỗn loạn thì ra sau khi biết được chân tướng sẽ khiến cho người ta phiền não nhiều như vậy. Sự thật so với trong tưởng tượng của cô, tất cả đều không giống nhau, càng làm cho cô không ngờ đến, chính là mình và Thẩm Quân Nhã lại có thể là chị em ruột cùng cha khác mẹ. Cô cũng có thể tưởng tượng ra, sau khi Sandy biết được sẽ kịch liệt phản ứng chuyện này, quá mức khác so với dự liệu của người ở ngoài, cô cần thời gian để tiêu hóa một chút. Được, vậy ta đi trước, bất cứ lúc nào cũng chờ điện thoại của con. Còn một việc, người đàn ông đằng cận tư kia quá lạnh ngạo. Ta không muốn nhìn thấy con bị tổn thương. Thẩm bác sinh biết mình không có quyền gì đối với việc bình luận tình cảm riêng tư của con gái. Nhưng ông nói những lời này cũng là xuất phát từ tấm chân tình, dùng góc độ khách quan để mà suy nghĩ. Lương chân chân không vui nói. Ít nhất, anh ấy luôn xuất hiện những lúc tôi cần giúp đỡ nhất. Đối với tôi cũng vẫn rất tốt, cũng không làm phiền đến ngài phải bận tâm thẩm bác sinh lo lắng thở dài một cái đứng dậy đi về phía quầy thu ngân thanh toán toàn bộ tiền sau đó nhìn thoáng qua chỗ lương chân chân ngồi giữa hai lông mày hiện lên đầy tang thương cùng thở dài thương xót ông không phải là một người cha đúng nghĩa đợi sau khi ông đi lương chân chân liền rơi vào trong trầm tư lúc trước khi chưa gặp bà nội của a tư cô đối với đằng xa cũng cực kỳ sợ hãi rất lo lắng bị xem thường và khinh bỉ nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện bà nội đằng là một người vô cùng hòa nhã dễ gần một bà lão lương thiện ấm áp mặc dù xuất thân quyền quý nhưng cho tới bây giờ đều không tự cao tự đại đối với cô cũng rất tốt về phần a tư anh đối với mình càng vô cùng cưng chiều rằng cô có thể tin tưởng và dựa vào người đàn ông này mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất ấm áp cho nên sẽ biểu hiện lãnh khốc cao ngạo cũng là do có liên quan đến thân thế của anh suy nghĩ một chút cũng thấy thật là đau lòng. Mặc dù ông là cha trên danh nghĩa của mình, nhưng chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một người cha chút nào. Ông có tư cách gì thế yêu cầu mình chứ? Hơn nữa, mình không phải là mẹ năm đó. A à, Tư cũng không thể nào là ông năm đó, hoàn toàn không thể so sánh được. Cô nhẹ nhàng bưng cà phê lên, khẽ nhấp một hớp, nâng cầm nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, một mình yên lặng khoảng nửa tiếng. Điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn thấy điện thoại gọi đến hiện lên, khóe môi cô liền dương lên một nụ cười ấm áp. A Tư, anh tan làm rồi sao? Ừ, em đang ở đâu? Anh tới đón em. Giọng nói của đằng cận tư đậm chất khàn khàn, xuyên qua sóng điện thoại truyền tới, có tác dụng khiến lòng người dễ chịu, thoải mái. Lương chân chân nhanh chóng thông báo địa chỉ, chờ anh đến đón mình. Không đến 10 phút, một chiếc xe Bugatti thật sang trọng, phong cách thể thao, ngay lập tức dừng ở cửa. Cô vẫn còn ở đó nhìn xung quanh, sao lại không thấy chiếc KN của anh? Kết quả, điện thoại của một người đàn ông lại gọi đến. Em ra ngoài đi. Anh đang ở đâu? Sao em không nhìn thấy xe của anh? Cô thấy khó hiểu hỏi. Đổi xe. Một giọng nam không mặn không nhạt. Ừ. Người có tiền ngay cả xe cũng nhiều. Cô đã thấy ba chiếc. Tất cả các bản đều là số lượng có hạn trên thế giới. Thật là quá xa xỉ mà. Cô ra cửa, liền nhìn thấy đằng cận tư ngồi ở đó trong chiếc xe Bugatti sang trọng, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hôm nay sao lại đổi thành xe thể thao? Là để đưa em đi hóng gió. Lương chân chân thắt dây an toàn cho mình, ngón tay vô thức nghịch vặt áo, không hiểu nhìn về phía người nào đó. Đi đâu hóng gió vậy? Trước đây chưa từng thấy anh lái xe thể thao. Đằng cận tư đưa tay vuốt mái tóc rối của cô. Rất lâu rồi không lái mà thôi. Ngoan, đợi anh dẫn em đi chơi hoạt động kích thích nhất. Anh nhìn ra vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày của Nai Con, cũng không hỏi cô, muốn mang cô đi chút bỏ hết mọi thứ một chút, để cho cô vứt bỏ hết những chất chứa phiền não ở trong lòng đi. Không phải đi hóng gió sao? Trong đôi mắt to long lanh nước của Lương chân chân tràn ngập nghi ngờ, tại sao cô lại cảm thấy mấy chữ hoạt động kích thích này khiến cho cô trong đầu lại nhiều liên tưởng như thế? Quả nhiên là không đàng hoàng so với hòng gió còn thú vị hơn. Đằng cận thương nghiêng đầu nhìn về phía cô, nở một nụ cười mị hoặc đến tột cùng, ngay sau đó không nói nhiều nữa, chỉ chuyên chú vào lái xe. Ghét, bắt đầu thừa nước đục thả câu. Lương chân chân bĩu môi lườm anh một cái, cô đột nhiên cảm thấy A Tư hôm nay so với ngày thường tà mị hơn một chút, động tác cong môi cười yếu ớt kia khiến cho hồn cô nhanh chóng chạy mất, nơi trái tim cũng không nhịn được đập loạn, thình thịch thình thịch ánh mắt càng giống như bị trúng độc, dường như đang theo dõi nhìn gò má đường nét rõ ràng của anh. Cho đến khi thay bằng một giọng nam hài hước. Vóc dáng anh rất đẹp sao? Hừm, lương chân chân hừ hừ lỗ mũi, quay đầu đi không thèm nhìn đến anh, trong lòng lại không thể không thừa nhận người nào đó rất tuân tú. Ấy là cái kiểu giữa lạnh lùng cứng rắn và tà mị, nhất là khi cười, khóe môi cùng đôi mắt nhếch lên đó, khiến cho tất cả cảnh vật chung quanh mình cũng trượt phai nhạt, chỉ có anh mới là nguồn thắp sáng tất cả. ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một chốn sầm uất, gần tối đèn neon nhiều màu sắc hai bên đường đã ở đó lóe ra vẻ đẹp vốn thuộc về nó, sán lạn trói mắt làm cho người ta không cảm nhận được sự chân thật của nó, hư hư ảo ảo, thật thật giả giả, không cách nào phân biệt thấu triệt từng cái một. sự yên lặng trong chốc lát này lập tức gợi lên thương cảm trong lòng lương chân chân, không phải là bản thân cô mà là người mẹ an nghỉ ở dưới kia. Năm đó mẹ chắc hẳn cũng yêu sâu đậm lắm mới có thể liều lĩnh như vậy, không để ý tới ánh mắt người đời, chỉ vì một người đàn ông đã kết hôn, thậm chí bằng lòng mang thai đứa con của ông. Không biết năm đó, lúc mẹ bị mẹ của người đàn ông mình yêu tìm đến cửa, trong lòng bà có suy nghĩ gì, lại chịu những ủy khuất kinh khủng. Suy nghĩ một chút đến tình cảnh đó, trong lòng cô cũng thấy sợ, cảm thấy không có cách nào nhịn được. Cái loại vũ nhục đó chỉ sợ còn khó chịu hơn so với kim châm gấp trăm lần. So với mẹ, cô còn được hạnh phúc, cô còn được gặp người tốt. Nghĩ đến đây, không tự chủ được lại lần nữa liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên chú lái xe một cái. Nếu như không phải là ở trên xe, chỉ sợ là cô đã sớm chủ động ôm chầm lấy anh, dịu dàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói cho anh biết cô rất yêu anh, rất thương anh. Đối với việc thiếu sót gần 19 năm tình thương của cha cô mà nói, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, loại cảm giác đó nói không nên lời cũng không biết nên nói thế nào. Tại sao lại là Thẩm Bác Sinh, tại sao lại là cha của Thẩm Quân Nhã, tại sao sự thật lại như vậy? Xe chậm rãi dừng lại ở một nơi xa lạ, hàng rào sắt, đám người khiến cho cô hoa hết cả mắt. Nơi này, tại sao có một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc? Trường đua xe sao? Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Trên đường đua từng chiếc một, nhiều loại xe thể thao đủ mọi màu sắc, mặc áo vest tông hoặc là trang phục mấy người đàn ông mặc để đua xe. Còn có mấy người đẹp đứng bên cạnh mấy người đàn ông, chỗ nào cũng là váy cực ngắn cộng thêm dây lưng lết, dáng người thật khiến cho người ta muốn phun máu mũi. Trang điểm cũng là để phối hợp với chủ đề của cuộc đua xe, cực kỳ xinh đẹp. Đống lửa hai bên đang bùng cháy sáng quắc, lửa nóng vù vù trên mặt người, có một thứ làm cho người ta rơi vào trầm luân kích thích nơi này là trường đua xe lương chân chân kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh anh mang mình tới chỗ này làm gì chẳng lẽ anh nói hoạt động kích thích chính là đua xe sao người đàn ông như anh cũng thích đua xe sao câu hỏi này lấp đầy suy nghĩ vây quanh cô đôi mắt to ngập nước sóng gợn lan tăn nhìn chằm chằm vào đằng cận tư rất muốn biết ừm có thích không trong tròng mắt đen của đằng cận tư phản chiếu ra một vùng nước mênh mông, cả người tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu. Khi giọng nói đầu độc hấp dẫn, tràn đầy từ tính phát ra, lương trên chân ngốc nghếch hồ đồ gật đầu một cái. Thật ra thì cô chưa nói đến thích hay không thích, chẳng qua là trong lòng mỗi người khó tránh khỏi sẽ cất giấu một phần tinh thần mạo hiểm nho nhỏ như vậy. Ví dụ như leo núi thám hiểm, đua xe, nhảy băng chi Một loạt hoạt động vừa kích thích lại vừa mạo hiểm lương chân chân cũng không ngoại lệ trên tivi nhìn thấy hình ảnh như vậy quá nhiều cô cũng đã từng nghĩ tới hơn nữa cảm thấy con gái đua xe đặc biệt xinh đẹp trong lòng cũng đã từng mơ ước qua dĩ nhiên cũng chỉ là mơ ước mà thôi cô cảm thấy đời này mình với đua xe là vô duyên trong đầu con người có thể mơ ước rất nhiều điều nhiều thứ có thể đủ tiền thực hiện lại càng ít thường thường những thứ kia chỉ có thể thỉnh thoảng nằm mơ giữa ban ngày thoảng qua rồi biến mất vậy mà kể từ khi sau khi quen biết đàng cận thư cuộc sống của cô đột nhiên trở nên nhiều màu sắc hơn rất nhiều việc trước kia muốn mà không dám nghĩ tất cả đều xuất hiện trước mặt để cho cô tự mình thể nghiệm đây là một loại cảm giác rất tuyệt khiến cho lòng cô cũng bị cảm giác ấm áp lấp đầy đàng cận thư dịu dàng vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán hắt ra sau đầu ở trên trán đầy đạn bóng loáng của cô ấn xuống một nụ hôn ngoan đua xe là một cách chút bỏ phiền muộn rất tốt đấy chỉ một câu nói này lương chân chân ngay lập tức đã hiểu vì sao anh đột nhiên có suy nghĩ muốn mang cô đến nơi này trong nháy mắt trong lòng cô tràn đầy cảm động một dòng nước ấm dọc theo tứ chi chảy xuôi ra trong mắt cũng bốc lên hơi nổi lên một tầng hơi nước mờ mịt trở thành dòng nước trong suốt a à thư giọng nói của cô có chút nghẹn ngào mặc dù anh không có an ủi mình cũng không hỏi mình tình huống hôm nay nhưng mấy ngày nay anh vẫn giúp đỡ mình cô biết anh không nói quá nhiều nhưng hành động tối nay của anh đã đủ để cho cô cảm động phải rơi nước mắt hoan chờ anh đi thay quần áo lòng bàn tay đằng cận tư khẽ vuốt nhẹ khóe mắt cô gạt đi dòng nước mắt đang chậm rãi chảy ra anh không muốn nhìn thấy cô khóc những ngày qua anh cũng nhìn ra vẻ buồn rầu không vui trong mắt cô đối với việc xưng hô với người cha này cho tới bây giờ anh không cảm thấy gì nhưng anh hiểu nai con có phần khi dễ tấm lòng kia của ba cô bởi vì anh cũng đã từng như vậy. Vâng. Lương chân chân gật đầu một cái, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười vui vẻ ấm áp. Cô không khóc, trong lòng cô rất vui vẻ, rất rất vui vẻ. Đang cận tư mở cửa xe đi ra ngoài, lập tức mang đến một trận tiếng huyết giáo của đàn ông cùng tiếng thét chói tai của phụ nữ. Người đàn ông như vậy, bất kể đi đến đâu, cũng là tiêu điểm của sự chú ý. Mỗi lời nói hành động của anh cũng làm cho người ta cực kỳ mê muội đắm chìm trong đó không thể tự mình thoát ra được trời ạ à, đó không phải là đằng thiếu sao sao anh ta lại tới đây tôi không bị hoa mắt đấy chứ đúng là đằng thiếu rồi không phải anh ta không chơi đua xe sao thật không thể tin được thời gian qua đi đã 8 năm vậy mà tôi lại một lần nữa được nhìn thấy thần thoại của chúng ta xuất hiện bởi vì sự xuất hiện của anh trong nháy mắt nam nam nữ nữ trong trường đua nhốn nháo từ người một mắt mở thật to, không nhịn được hô to, có chút mất khống chế. Thế tình huống như vậy, trong lòng đằng cận tư dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc. Chẳng qua là đối với người phụ nữ thét chói tai, anh luôn luôn không thích. Tám năm trước đã như vậy, tám năm sau vẫn như thế. Còn chưa đợi anh hành động, ngay lập tức một gã đàn ông diêm rúa lòe loẹt mặc quần áo màu đỏ thoải mái đi tới, vô cùng tôn kính nói. Đằng thiếu, không biết ngày tối nay đại giá Quang Lâm muốn bắt đầu không hay là ông ta là chủ nhân nơi này cũng là cao thủ đua xe ở đây nhưng so sánh với vị cao quý giống như kiểu vương giả trước mắt này ông ta chỉ có thể xem như một con tép cũng từ đáy lòng bội phục sát đất vị cao thủ đua xe thần thoại đẳng cấp này tám năm trước dưới đua xe đột nhiên xuất hiện một vị thiếu niên lạnh lùng tuấn tú kỳ lạ nhờ vào can đảm tuyệt vời cùng kỹ thuật phiêu di hoàn mỹ nhất mà đoạt giải nhất hơn nữa liên tiếp đạt được giải thưởng với tất cả vinh quang khác rất nhanh liền trở thành thần thoại bất bại trong giới đua xe còn có ba vị thiếu niên cùng nhóm với anh bốn người giống như hình với bóng ba người kia cũng tôn anh làm đại ca về phương diện lái xe cũng hơn một chút nhưng tình cảm bốn người họ rất tốt khiến cho người ta phải hâm mộ bất kỳ ai cũng không thể chen vào được chỉ có thể than thở và kính trọng lại nói năm đó không nói đến chuyện trận thi đấu kia chỉ cần có bốn người họ xuất hiện chắc chắn sẽ thắng nhất là đại ca của ba người kia lại là nhân vật đỉnh nhất trong giới đua xe không ai có thể bằng được cũng không ai có thể vượt qua anh vẫn giữ kỷ lục cho đến nay cũng chưa có người nào có thể phá vỡ thần thoại là đại danh từ dành cho anh có một hội người hâm mộ khổng lồ nhưng điều làm cho mọi người thắc mắc khó hiểu là đoạt được vô số giải thưởng cùng vinh dự thần thoại lại có thể trong một buổi tối tuyên bố mình từ nay rời khỏi giới đua xe ngay cả ba người huynh đệ kết nghĩa kia của anh rời khỏi theo. Lúc ấy rất nhiều người bóc cổ tay thở dài. Chơi đua xe hay thật, nói rời khỏi, liền rời khỏi. Về sau lại truyền ra anh ta là người thừa kế duy nhất của đảng gia, tức thiếu gia của tập đoàn Đế Hảo Tư. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy nha. Đoán chừng người ta vừa mới bắt đầu thái độ tham gia hoạt động này chẳng qua cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới vừa ra tay đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cũng khó trách người ta sẽ rút lui phải quản lý một tập đoàn kinh tế tư bản như đế hảo tư khổng lồ như vậy việc đó phải bỏ ra bao nhiêu sinh lực và tế bào não đâu làm gì còn có thời gian nhàn rỗi để mà đi chơi đua xe hơn nữa người ta cũng được gọi là thần thoại bất bại đã không có gì lớn hơn so với vinh dự đặc biệt này rồi như vậy mà nói tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ đều im lặng ngay cả đối thủ cũng không có không bằng rút lui trước nguyên nhân thật sự có phải là đây hay không trừ người trong cuộc và ba huynh đệ của anh ra chỉ sợ không ai biết Ánh mắt đằng cận tư nhàn nhạt, nhạt liếc người đàn ông bên cạnh một cái rất lâu rồi không có chơi luyện tay một chút mà thôi người đàn ông mặc quần áo màu đỏ lập tức hiểu thì ra hôm nay đằng đại thiếu gia rảnh rỗi phải hoảng sợ rồi đột nhiên có hứng thú đua xe vội vàng nở ra một nụ cười sán lạn phòng từ quần áo của ngài còn cất giữ quần áo năm đó vẫn còn ở đây. Dứt lời ông ta làm ra một động tác mời, đằng cận tư liền đi theo ông ta đến phòng thử quần áo, mạn bất kinh tâm hỏi một câu. Tối nay đánh cược bao nhiêu? Vẫn như cũ. Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ, cười hì hì nói. Được, vậy thì cứ như cũ. Đằng cận tư thuận miệng đáp một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên. Vâng, đợi tôi sẽ đi thông báo cho các anh em Người đàn ông mặc quần áo màu đỏ trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm sợ hãi. Tuy nói con người đằng đại thiếu gia 8 năm nay chưa hề đụng đến đua xe, nhưng kỹ năng lái xe năm đó cũng đủ khiến cho mọi người kinh hãi khiếp sợ. Đối với việc anh đến đây cũng không dám tùy tiện cư xử, mỗi một người đều thấy kích động cùng thấp thỏm. Lương chân chân ngồi trong xe chờ anh, đối với việc anh xuống xe liền mang theo sự gieo hò của tất cả mọi người, dường như đã sớm trở thành chuyện bình thường, Bất kể anh đi đến đâu, con người đó đều làm cho mọi người nhìn chăm chú. Thật sự là có đủ hoanh hoang khoác lác. Nhưng mà anh cũng không có nhìn những mỹ nữ nóng bỏng kia. Trong lòng cô nhất thời cực kỳ vui vẻ, sinh ra một đóa hoa. Tầm khoảng 10 phút sau, liền nhìn thấy một đằng cận tư so với ngày thường khác nhau hoàn toàn. Áo da thẫm, màu dám nắng, quần thường, so với mặc âu phục áo sơ mi, anh đẹp trai và hấp dẫn hơn. Cửa xe mở ra, anh đi vào ngồi, dịu dàng nhìn hai con. Có sợ hay không? Lương chân chân lắc đầu một cái. Gần đây quả thật cô phải đè nén quá lâu, rất nhiều chuyện tích tụ trong đầu cô, kìm nén đến nỗi trong lòng cô cảm thấy khó chịu, cho nên cần một nền tảng như vậy đi phát tiết và thả lỏng tâm tình của mình. Có anh ở bên cạnh, em không sợ. Cô nghe được giọng nói của mình rất chắc chắn. Được. Đằng cận tư đối với hai con hoàn toàn tin tưởng, chỉ chờ lá cờ trong tay cô gái kia vung xuống xe thể thao đã nóng sẵn dường như đã vào đến vạch xuất phát ngay sau đó chuẩn bị tốc độ cao nhất phóng ra ngoài lương chân chân cảm giác cả thân thể mình chật ngã về phía sau gió mạnh đập vào mặt cô thổi trúng mắt cô mãi không mở ra được vô cùng ngạt thở cảm giác nhanh chóng cuốn hết tất cả vào miệng mũi cô ngón tay gắt gao túm chặt cắn chặt hàm răng toàn thân cũng căng thẳng lên quả nhiên là đủ kích thích đằng cận tư cùng người đồng hành đi về phía trước lúc rẽ cua kỹ năng thành thạo lương chân chân cũng không khống chế được nữa luôn miệng hét ầm lên cô có một loại ảo giác sắp bị văng ra khỏi cửa xe lương chân chân không nhịn được kêu thành tiếng thét chói tai đã rất lâu rồi không được hô to thoải mái vui vẻ tràn trề như vậy mấy ngày nay đè nén buồn bực ở trong lòng hôm nay cũng nhân cơ hội này hô to thật là sảng khoái đằng cận tư hiểu cô hiểu cô cần phải phát tiết mình cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian đau thương làm sao có thể không hiểu rõ cái loại tâm tình phức tạp đó khi đó anh còn nhỏ tuổi quá không có cơ hội như vậy cũng không ai cho anh cơ hội như vậy mãi đến về sau này trong lúc vô tình tiếp xúc với hoạt động thể thao hạng nhất này liền không thể tự kiềm chế mà yêu thích một lần chơi liền nghiện tựa như thuốc độc vậy bỏ cũng không xong nếu như năm đó không phải là bởi vì bà nội hạ tối hậu thư chắc chắn anh sẽ không lựa chọn rút lui. Anh hiểu được bà nội đang lo lắng cái gì. Chính vì anh biết cho nên mới không thể không lựa chọn cách này. Anh không thể để cho bà nội mỗi ngày đều vì mình mà lo lắng thấp thỏm. Mà hôm nay anh vì nai con lần nữa quay trở về nơi này tâm trạng giống như là kích động cùng phấn khích. Xe của anh tốc độ càng lúc càng nhanh từ 100 km giờ tăng lên 200 km giờ. Đường chân chân chỉ cảm thấy máu của cơ thể cũng dồn lên não nhìn thấy con đường phía trước đều giống như không phải là thẳng khuôn mặt bị gió tạt vào khiến cho đỏ bừng ngón tay càng thêm gắt gao túm chặt lấy dây an toàn chỉ sợ thả lỏng tay thì mình sẽ bay ra ngoài mất hai bên đường đua đều là núi sử dụng đống lửa chiếu sáng đếm không hết ai cũng không biết phía trước có thể có sự cố ngoài ý muốn phát sinh hay không cái này giống như một trận đánh bạc liều mạng hễ có một chút xíu sơ sót cũng có thể xe hỏng người chết Lương Chân Chân mặc dù là người ngoài ngành, nhưng cô cũng không phải người ngu, trong lòng hiểu cái này phải có 100% chuyên chú mới được, cho nên cô không dám nhìn đến người đàn ông bên cạnh, cô sợ mình sẽ làm cho anh phân tâm, chỉ có thể hơi mở mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, từ trong gương xe nhìn thấy một góc nơi người phụ nữ trong một chiếc xe thể thao màu đỏ, giang hai cánh tay ở đó, lớn tiếng reo hò, có vẻ như rất vui thích. Cô chợt có một loại xúc động, thật là nhớ một lần phóng túng này của mình đưa tay cởi dây buộc tóc trên đầu ra thoát khỏi trói buộc mái tóc kia giống như lụa đen mềm mại óng ả liền buông ra xung quanh bay tung lên cảm giác sung sướng ngập tràn theo đỉnh đầu lương chân chân xót thẳng vào toàn bộ lỗ chân lông cô cảm giác mình muốn bay vào lúc này giống như cô có thể ném đi tất cả phiền não chỉ là mình một cách chân thật nhất đang cận tư cảm giác được tóc nai con phất qua khuôn mặt vui vẻ của anh giống như một người đang khiêu vũ vui vẻ và thoải mái tầm mắt không khỏi nhìn lên gò má cô. Con người đen nhánh, giống như ngôi sao lấp lánh, rực rỡ tô điểm trên bầu trời, cướp đoạt đi tai mắt người ta. Đáy mắt sáng lên ngập tràn vui vẻ. Người bên cạnh, một chỗ sẽ đem xe lao ra ngoài. Phía trước chính là chướng ngại vật vì đua xe mà đặc biệt thiết kế. Đằng cận tư không giảm tốc độ chút nào, đạp chân ga mà lao tới. Đoạn đường này lương chân chân thật sự cảm nhận được cái gì là kích thích. Toàn bộ lỗ chân lông của cô như mở ra, gió lạnh vù vù rót vào. Có một thứ cảm giác vô cùng tinh tế, càng làm cho cô cảm thấy thân thể thật giống như đứng trên bờ vực một điểm giới hạn. Lúc gần về thế đích, cả thân xe giống như cũng nghiêng về theo. Lúc bánh xe ma sát mặt đất, phát giam thanh chói tai, bị sợ đến mức bên trong lồng ngực của lương chân chân giống như đánh trống, thông thường đập dữ dội, lại vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng. Vội vàng xoay người, muốn ôm lấy đằng cận tư, nhưng lại không với tới thân thể của anh hai tay chỉ có thể bám lấy thật chặt cánh tay của anh cả cơ thể cũng dán tới đang cận tư bởi vì cơ thể của cô dính sát mình hai chồng mắt nhìn thẳng về phía trước vẫn sắc bén như cũ không thả lỏng một chút nào cả một khắc kia khi xe vượt qua chướng ngại vật cánh tay dài của anh bắt lấy đem nai con kéo đến ngồi trên đùi của mình để cho cô và anh cảm nhận được sự gần gũi kích thích và điên cuồng nhất Lương chân chân chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đùi của anh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cùng anh cảm nhận phần vui sướng khi vượt qua điểm cuối kia. Không nghi ngờ gì nữa, đằng cận tư là người đầu tiên vượt qua điểm cuối. Hai bên đường đua nhanh chóng vang lên tiếng hoan hô cùng âm thanh huyết sáo sôi động, giống như là sức nóng của một vụ nổ vừa diễn ra. Lá cờ của bảo bối đua xe khua vài cái, lưu loát thu hồi động tác, cũng chứng tỏ sự gai cấn của cuộc đua tài. Đối với tiếng hoan hô bên ngoài, Đằng Cận Tư cũng không có quá nhiều biểu cảm, đã quá sớm quen thuộc. Hơn nữa, anh cũng không thích náo nhiệt. So với những người hoan hô nhiệt liệt, anh có cảm giác với người trong ngực hơn, cầm đặt ở trên bờ vai gầy yếu của cô. Này con, không sao. Lương chân chân quả thật còn có chút chưa trở lại bình thường. Trái tim vẫn còn đang nhảy loạn, thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy cảnh một đám nam nam nữ nữ ngoài xe kia, cô cảm thấy không thành thật lắm chợt nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc giọng nói này mới đến cũng đã biết rõ cũng an toàn rồi mới vừa rồi kích thích đến mãnh liệt như vậy cũng nhanh chóng biến mất như vậy a à, tự em không sao vừa rồi em rất thích cô thở gấp nói nhỏ sao có thể không thích sôi nổi như thế rung động lòng người như vậy chỉ sợ cô cả đời cũng sẽ nhớ cho kỹ vĩnh viễn cũng nhớ cách an ủi mình của người đàn ông này anh chính là một bông hoa anh túc mình đã càng ngày càng lún sâu nghe được câu trả lời của cô đằng cận tư nâng hông của cô đem cô quay lại đối mặt với mình đưa tay sờ lên gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ của cô đưa tay sờ lên gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ của cô còn có cánh môi lạnh như băng chậm rãi vuốt ve cực kỳ yêu thương người đàn ông mặc bộ quần áo màu đỏ vừa xuống xe liền nhìn thấy cảnh tượng ướt át như vậy ho nhẹ một tiếng suy nghĩ mình có nên tới quấy rầy hay không gần đây đằng thiếu không gần nữ sắc nhưng lại có phụ nữ thật sự mà thoạt nhìn là một người phụ nữ bình thường từ vẻ bên ngoài không nhìn ra được điểm gì đặc biệt chẳng lẽ ứng với câu tục ngữ mỗi người đều có sở thích ăn chay riêng hay sao anh đưa mắt nhìn về phía người hầu ý bảo họ mang phần thưởng tới đây cho dù đằng đại thiếu gia hôm nay là tới chơi hay là thế nào đều đã đánh cược tự nhiên muốn có chơi có chịu Lương chân chân đối với đám người vây xem ngày càng nhiều vẫn còn có chút xấu hổ chui vào trước ngực anh đưa tay véo thắt lưng hoàn mỹ của anh dùng hành động nói cho anh biết bên ngoài thật nhiều người Đằng thiếu, quy tắc cũ đã nói rồi đây là 500 vạn tiền mặt Đằng cận tư cũng không thèm nhìn những thứ bên ngoài kia lạnh nhạt nói Các người chia đi Cái này... Người đàn ông mặc đồ đỏ lộ vẻ mặt khó xử mặc dù sớm đoán được sẽ có kết quả này, nhưng vẫn là làm khó ông ta một chút. Quy tắc của tôi, ông hiểu. Đằng cận tư trong mắt đen đều không gợn sóng, nhưng trong giọng nói đã lạnh thêm ba phần. Anh luôn luôn không thích nói quá nhiều lời, huống chi tối nay bản thân tới đây chính là để tìm kiếm kích thích. Anh căn bản sẽ không quan tâm đến tiền. Về phần nói như vậy, trước trận đấu là chuyện của bọn họ, đều chỉ vì để cho bọn họ nghiêm túc đối với trận thi đấu, không muốn để cho bọn họ có cảm thấy rằng anh chẳng qua là tới vui đùa một chút mà thôi. Vâng, người đàn ông mặc đồ đỏ cười. Ai sẽ cùng với tiền làm cho khó dễ? Đàng thiếu gia gia thế hiền hách, không chút quan tâm đến phương diện nhỏ bé này. Nhưng bọn họ không giống nhau. Ngày ngày liều mạng vẫn là cần một chút tiền vốn. Dừng một chút, đằng cận tư nhìn ông ta một cái. Chuyện tối nay đừng để lộ ra, coi như tôi chưa từng tới. Đàng thiếu yên tâm, đây là địa bàn của tôi người khác sẽ vì tôi mà nể mặt. Ông là một người thông minh. Nói xong, anh liền đánh tay lái chuẩn bị rời khỏi trường đua xe. Anh chỉ thích quá trình đua xe, không thích bị người ta vây quanh gieo hò. Hơn nữa, trường đua còn có nhiều phụ nữ nóng bỏng ăn mặc hở hang như vậy. Vừa nhìn thấy anh, tất cả đều tràn đến đây, thực sự là khiến cho anh khó có thể chấp nhận. Nhìn chiếc xe phong cách Bugatti kia rời đi, người đàn ông hồng y thở dài. Quả nhiên là đằng thiếu, cho dù lúc cách đây 7-8 năm, tài lái xe hoàn mỹ của anh khiến cho người ta khâm phục. Hơn nữa thói quen vẫn cứ như lúc trước, không thích cảnh náo nhiệt. Thật là làm cho người ta khó hiểu. Tiếng gieo hò náo nhiệt dần dần cách xa màng nhĩ. Lương chân chân lúc này mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, cánh tay vòng lên cổ anh, tự lầm bầm nói. Thì ra anh còn có thể đua xe. Cái đó đều là vui chơi hồi còn học đại học. Đằng cận tư cười đem xe dừng lại ở một bãi đất trống không có người. Dường như anh đối với nơi này rất quen thuộc. Từng góc một đều rõ ràng. Ừ. vậy cuộc sống đại học của anh nhất định là rất phong phú sao? Có phải có rất nhiều mỹ nữ theo đuổi không? Đường chân chân chớp chớp đôi mắt to, một dáng vẻ ngây thơ vô hại. Nụ cười bên môi đằng cận tư càng sâu hơn, cương chiều véo khuôn mặt nhỏ nhắn trăng nõn của cô. Em ghen sao? Không có, người ta chẳng qua chỉ hỏi một chút thôi người nào đó mạnh miệng nói thật ra thì đối với việc người mình yêu được hoan nghênh như vậy trong lòng vẫn là có chút ghen tức nho nhỏ nhưng mà khiến cho cô vui vẻ đó là mình mới là duy nhất của anh tình huống này trong xe nhanh chóng dâng lên một tia hơi thở mập mờ không khí giống như bốc cháy lên một loại nóng bỏng một bên cây cối xanh um tươi tốt bóng cây loang lổ lá cây xuyên qua in trên mặt người bóng mát thấp thoáng Ừ. Đằng cận tư môi mỏng trơn bóng cong lên một nụ cười nhộn nhạo, cả người bày ra một vẻ đẹp mị hoặc. lưng chân chân nuốt một ngụm nước bọt. Cô đã trúng mỹ nam kế mất rồi. Không chút suy nghĩ liền nhào tới, chặn lại lời nói anh sắp muốn nói ra khỏi miệng. Lần nào cũng biết chọc cô cười. Cô chính là đang ghen nha. Đây là tâm lý bình thường của phụ nữ, cô được hay không? Đằng cận tư không ngờ đến, nay con sẽ chủ động chặn miệng mình chỉ là kỹ thuật hôn môi của cô cần phải nâng cao thêm, hoàn toàn cắn loạn một trận chứ không có chút trình tự nào cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 23 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên Đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.